Kính chào các bác, bên em mới về thêm 4 chiếc ampli nghe nhạc đến từ thương hiệu Onkyo. Và như trong khung hình đây thì các bác đang nhìn thấy phiên bản chúng ta đang có là TX8220 với 4 máy đều màu bạc. 4 máy này thì đều là hàng mới, điện 220V, chưa qua sử dụng. Bây giờ thì em sẽ mở một con máy ra để giới thiệu tới các bác về thiết kế cũng như tính năng, khả năng kết nối và chơi nhạc. Về chiếc Onkyo TX8220 này thì là một trong những chiếc ampli số đúng nghĩa để các bác có thể phối ghép và chơi với những dòng loa Buxel, loa cột. Con này thì ngoài khả năng chơi nhạc rất là hay ra thì cái kết nối của nó cũng khá là đặc biệt. Onkyo TX8220 có cả kết nối giải mã tín hiệu từ Smart TV với đường vào Optical. Ngoài ra thì con máy này còn hỗ trợ thêm cho chúng ta cả cái tính năng rất là hay mà bây giờ trên mọi chiếc ampli số đều có, đó là tính năng kết nối có không dây qua Bluetooth. Và đặc biệt cái mức giá của Onkyo TX8220 đang được bán chính hãng với mức giá là 16 triệu. Tuy nhiên thanh tâm audio thanh lý cho các bác với mức giá là 8,5 triệu. Đều là hàng mới hết các bác nhé. 8,5 triệu một máy và em chỉ có 4 máy thôi. Bây giờ xem sẽ mở chi tiết một máy ra để giới thiệu các bác về cái thiết kế cũng như tính năng. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Chiếc ampli Onkyo TX8220. Với cái ưu điểm đó là có kết nối Bluetooth cũng như giải mã TV. Ngoài ra thì chiếc ampli này còn sở hữu một cái thiết kế, đó là cái thiết kế của một cái thiết bị dân dụng. Có nghĩa là nó sẽ sở hữu cái chiều rộng là 44cm, chiều cao là 15 và chiều sâu là 32. Con này được thiết kế với cái mặt trước bằng phay nhôm. Và các bác có thể nhìn thấy đó là cái phần màn hình hiển thị được thiết kế với background màu đen và thiết kế một cái vệt rất là dài. Ở bên này chúng ta sẽ có một cái cần gạt tăng giảm âm lượng. Ở phía dưới đây thì các bác sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái nút điều hướng. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái đường input đầu vào, các bác có thể tiến hoặc lùi để chỉnh cái ngõ vào tín hiệu. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái nút bấm của tăng giảm chế độ bass cũng như là chép và chế độ balance. Nói chung là về cái thiết kế của nó là một con ampli nghe nhạc stereo, cho nên là cái thiết kế mặt trước thì về các nút bấm của bass, chép cũng như là balance là không thể thiếu. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái lớp phay nhôm rất là đẹp và con máy này thì nó sẽ có cái cân nặng đó là 8kg các bác nhé. 8kg. Trở kháng thì nó sẽ chơi từ 4 đến 16 ohm. Và các bác có thể thoải mái ghép mọi dòng loa, công suất là 100W một kênh. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây chúng ta đang có đó là hai cầu loa AB. Có nghĩa là con ampli này nó sẽ chơi được hai cặp loa. Các bác có thể phối ghép đánh AB hoặc là BY cũng được. Ở phía sau của máy thì chúng ta sẽ có thêm cái thông tin đó là nguồn điện sẽ là 220V. Cắm được ở thị trường Việt Nam. Và bên này chúng ta sẽ có một cái đường vào tín hiệu của Optical để chúng ta cắm từ TV xuống này, một đường của Cosian. Ngoài ra thì chúng ta có cả đường sup out của cái ngõ sup với cái chân một jack và chúng ta có cả đường line out để ra ampli khác. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ rất nhiều những cái ngõ vào analog như là CD này, BD, DVD này, CBL, sat, line. Có cả ngõ vào tín hiệu của phono, hỗ trợ cả anten của FM. Đó, đây là những kết nối mặt sau. Bây giờ thì thanh tâm audio xin phép mà ghép với một cặp loa để gửi tới các bác chất âm của chiếc ampli này. Nói chung là khi các bác đang đi tìm một chiếc ampli dưới 10 triệu mà hỗ trợ chúng ta cái đường giải mã TV để chơi nhạc từ TV hoặc là Bluetooth thì em này các bác nên cân nhắc để chơi, giá rất là mềm. Mức giá chính hãng là 16 triệu các bác nhé. Và con này thì sẽ giải mã tín hiệu đó là sử dụng chip PCM 1754 các bác nhé, 1754 cho cái khả năng giải mã lên tới 32 bit. Bây giờ thì em sẽ phối ghép nó với một cặp loa để các bác cùng tham khảo chất âm của Onkyo TX8220. Em sẽ mở hộp một bộ sản phẩm để gửi tới các bác về cái hình thức của con máy này cũng như chất âm. Vì là hàng mới cho nên các bác có thể nhìn thấy đó là tất cả những cái phụ kiện zin thì còn đầy đủ nguyên bản hết. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái điều khiển zin của Onkyo TX8220 này, là sách hướng dẫn sử dụng, pin, anten và nhân vật chính của chúng ta đây với cái màu sắc đó là màu bạc các bác nhé. 8,5 triệu cho một chiếc ampli số có cả giải mã TV, có cả Bluetooth thì em nghĩ là mức giá này nó rất là hủy diệt rồi. Đặc biệt đối với các bác mà yêu thích thương hiệu Onkyo thì không thể bỏ qua. Cái thứ hai nữa đó là các bác đang tìm cho mình một chiếc ampli với màu sắc đó là màu bạc ấy, thì một bộ này rất là đẹp. Onkyo thiết kế với cái mặt trước là màu bạc nhôm phay cực đẹp luôn các bác nhé. Em phải sử dụng hai tay mới nhấc được nó ra các bác ơi, một chút. Tôi
Một căn nhà xinh có hoa thơm cháy, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lau sạch nhà. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương buồn, biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất. Nào còn những phút hái hoa vương trăng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai. Vui xa ánh sáng phố phường, xa người em là chính nhân tôi bạn với sông hồ. Tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ, rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng ngoại ô đây. Tấm trang vàng mà sao không thấy tìm em, giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau. Phải công nhận là cái nội lực công suất của chiếc Ampli Onkyo TX820 đánh với cái nội lực rất là khỏe. Hiện tại thì em đang phối ghép với cặp loa Bookshelf Castle Knight 2, một trong những cặp loa với màu gỗ cháy rất là đẹp. Và như đã chia sẻ với các bác ở đoạn đầu video, chiếc ampli này là một trong những chiếc ampli số mà em nghĩ rằng đối với các bác đang tìm hiểu về một chiếc ampli dưới 10 triệu mà thích hợp giải mã TV rồi có rất nhiều những ngõ vào analog cũng như là có cả kết nối Bluetooth, các bác không thể bỏ qua nguyên mẫu này. Với chiếc ampli này thì các bác có thể phối ghép với loa Bookshelf cũng được, loa cột cũng được, loa thùng cũng được. Và đặc biệt chiếc ampli này nó cũng có hỗ trợ một cái đường line out để các bác có thể kết nối với những ampli khác. Có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng con ampli này, chúng ta có thể làm nó là một con DAC cho những chiếc thiết bị khác cũng được, cho một hệ thống khác cũng được. Và với mức giá chỉ 8,5 triệu thì em nghĩ rằng chiếc Onkyo TX8220 này sẽ là một nhân vật rất là quan trọng trong hệ thống âm thanh tổng của các bác, hoặc là các bác đang muốn nâng cấp lên một chiếc ampli từ một chiếc ampli cổ hiện tại các bác đang chơi nên một chiếc ampli mới với nhiều công nghệ hơn. Bác nào quan tâm tới chiếc Onkyo TX8220 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em. Hiện tại thì em chỉ có 4 máy đấy các bác nhá. 4 máy là hết hàng rồi, em đã vét kho chỉ còn 4 máy duy nhất thôi. 8,5 triệu một máy so với cái mức giá bán mới là hơn 16 triệu các bác nhá.